Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn đường và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu là IS65 do nhà máy Đô Hành Đắp Ráp và sản xuất, với tải trọng cho phép chở hàng hóa là 3,4 tấn, phiên bản thùng mua bạc, dày thùng là 4,3 m, chiều ngang là 1,940 m và chiều cao là 1,850 m. Khối lượng toàn bộ của em nó là 6,5 tấn, khối lượng bánh thăng là 2,8 tấn. Đời 2018 nha anh em, máy Isuzu liên danh, niên hạn sử dụng đến 1943. Là một chiếc xe thùng mua bạc mở 5 bửng, 4 bửng bên hông và bửng phía sau, thùng tiêu chuẩn sàn sắt, khung xương thì nó bằng sắt kẽm, chủ quy bằng sắt khung tiêu chuẩn nha anh em, nhưng mà rất là dày và cứng cáp luôn. Nói chung một mỗi xe chạy cũng tương đối ổn định cho anh em quý hàng của bạn, với nhà máy Đô Hành Lắp Ráp và Sản xuất, máy Isuzu liên danh đó, dòng máy Isuzu liên danh, máy điện nha anh em, tiêu chuẩn khí thải Euro 4, phun dầu điện tử bếp full, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Thùng mưa bạc dài 4,3 m, tải trọng cho phép chở hàng là 3,4 tấn, bánh trước bánh sau đồng bộ với đường kính mâm là 16 inch, nhựa 7 inch, đầu vuông cụm đèn đứng, cabin rất là rộng rãi luôn anh em. Xe còn đăng kiểm tới tháng 8 2023, cầu rất là lớn, dàn lớp cũng còn rất là cao, khoảng 60-70%, sắt xi bao dày bao cứng, xe không mục mọt nha anh em, xe rất là cứng cáp luôn. Nếu anh em thấy cái mẫu xe tải Đô Hành này, cái liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe cho nhiều máy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đưa anh em nó về phục vụ mục đích kinh doanh bán tải bằng chuyên hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Một chiếc xe mình cảm thấy rất là tuyệt vời cho anh em quý hàng của bạn suy nghĩ đầu tư. IS65 đầu vuông, ghế bọc da 3 chỗ ngồi, rất là nhiều hộp chứa đồ, nhìn nó hát rất là sang trọng luôn. Cụm đèn pha halogen rất là sáng, dưới đây nhìn rất là rộng đó. Hộp số của nó là 5 số tiến 1 số lùi, vô lăng nó sẽ được rất là nhẹ nhàng. Xe máy lạnh đầy đủ nha anh em, cabin rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn, 3 người ngồi rất là rộng rãi luôn anh em. Nói chung mỗi xe mình cảm thấy rất là tương đối ổn định cho anh em quý hàng cùng các bạn ở suy nghĩ để đầu tư trong phân khúc xe tải giá bình dân. Con xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của các bạn với mức giá là 265 triệu, 265 triệu có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình, bất lập thôi nha anh em. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe trải nghiệm hỏi thử, sắc xe rất là dày và cứng cáp luôn. Xe này thì kính chính điện, khóa cửa trung tâm rất là đủ nha anh em. Đó, rất là nhiều hộp chứa đồ, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất là ổn. Xe đi được khoảng 65.000 km đó nè, đi cũng tương đối ít thôi. Nói chung mỗi xe mình cảm thấy cũng rất là tuyệt vời nè, máy lạnh anh em ha, rất là đầy đủ các tính năng hiện đại cho những dòng xe tải nha. Đó, 5 số tiếng 1 số lùi, 69.000 km, à sorry anh em, xe đi được khoảng 69.000 nha, 69.000 km, 5 số tiếng 1 số lùi, mọi thứ đều rất là ổn định luôn. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này thì cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phục vụ đức nhân bằng tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng các bạn với mức giá 265 triệu nha, 265 triệu ra đi em này. 3,4 tấn, thùng nhựa 4,3 m, cụm đèn đứng, đầu vuông, máy Isuzu liên danh. Máy của nó thì với dung tích xi lanh của nó là 2,7 lít, công suất đạt 78 kW trạm lưu 3,4, máy dầu 4 kỳ, 4 sen ngân hàng, phun dầu điện tử bếp phun. Đấy, nó rất tiết kiệm nhiên liệu, chạy rất là sướng và rất là im với cái dòng ga điện như thế này. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá mình. Xin chào hàng bạn anh em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá mình cập nhật liên tục tình hình những cái xe đã cũ với mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào hàng gặp lại anh em quý hàng của bạn.